Because if you are international user, you cannot turn on enable caption to able understand this video. Because I'm Vietnamese and my English speaking I not good, so next I will say Vietnamese, so you probably need to enable caption to able to understand this video. Okay. Thì hôm nay tôi đang có EZ2 ở đây thì cài cũng tương tự như vậy thôi. Con này bị vỡ mất mặt lưng rồi nhưng mà cũng không sao cả. Đây, bây giờ tăng độ sáng lên. Hiện tại nó vẫn đang chạy trên phiên bản Android 10. Đây. Đây, Android 10 khá là cũ rồi. Để làm thì cho phải unlock loader và đấy là điều đương nhiên. Và ở đây tôi đã có một cái video hướng dẫn rồi. Để unlock loader thì tôi cũng đã có một video riêng. Đây. Các bạn có thể lên kênh tôi, các bạn tìm rồi. Đây đây nha, đây đây, đấy. Đây cái video này, unlock loader, nếu bạn chưa unlock, ok. Đây, cách tải ROM thì nó cũng khá đơn giản. Chúng ta lên trang web này. Đấy. Linh em sẽ để dưới mô tả nha, Akari này. Download.lhos.org, device Akari. Biu, ok đây, đây là sẽ có hai cái này, chúng ta tải hai cái này về. 1, 2. Thì nó sẽ ra cái này, EZ2 Premium, EZ3, EZ2 Compact thì sao? Chúng ta cũng sẽ lướt xuống dưới này, đấy. Đây nó sẽ có cái phần là Soli này, đấy. Đây sẽ có EZ2 Compact này, EZ2 Premium, EZ3. Thì đây, EZ2 Compact cũng, chúng ta cũng sẽ tải cái này và cái này, đấy. EZ2 Premium, chúng ta cũng sẽ tải cái này và cái này, đấy. EZ3 cũng thế, nhé. EZ3 cũng chúng ta cũng tải hai cái này, đấy. Ok, thì sau khi tải xong thì nó sẽ ra hai cái file như này. Đây là EZ2, EZ3 thì EZ2 Premium, EZ2 Compact làm tương tự như nhau nhé. Thì sau khi tải xong thì đương nhiên chúng ta sẽ không có gì để flash rồi. Bây giờ chúng ta tải xong này chúng ta cũng để flash ngay được. Chúng ta sẽ phải có một công cụ vào Flashboot. Ở đây mình sẽ tải Platform Tool này, chỉ phải có Platform Tool trên Google. Đấy, nó sẽ ra cái trang web này, chúng ta bấm vào đây. Đâu nhỉ? Rồi tôi bật đắp thêm rồi đó, đấy, ok. Thì ở đây có 3, đây, lên lướt xuống tới đây sẽ có download này, 1, 2, 3. Thì ở đây mình đang sử dụng hệ thống không phải Windows, mình đang sử dụng Linux thì nó sẽ tải cái này. Ở đây thì đây. Ok, mình đang sử dụng hệ thống IndiaVue OS thì nó sẽ dựa trên Linux mà. Ở đây mình sẽ tải bản cho Linux và còn sử dụng Windows thì các bạn tải cho cái này đó, đây tải cái này, đấy, mình dùng Windows thì mình sẽ tải cái này, đấy, ấn IAR đi và download, nó sẽ tải cái bộ SDK này về, đấy, đối với hệ thống Windows thì sau khi chúng ta tải cái này về chúng ta cũng giải len ra và làm tương tự như thế. Nếu mà bạn sử dụng Windows, this is for Windows user only, thì nó sẽ tải phần USB driver này về, vì cái này là cho Windows nó phải có driver để kiểm soát. Windows nó là gắt nghe, và chúng ta đây. UI developing on Mac OS or Linux, then you do not need to install USB drivers. Đấy, thì ở đây, chúng ta sẽ bấm vào đây. Đấy, download và chúng ta để cho Windows thôi nhé, for Windows only, để download cái này. Đấy, cho Windows. Tôi cũng sẽ có lưu link ở đây. Đấy. Có hết sang đây để cho tiện thể làm việc nhé. Đấy, ở với Windows chúng ta cũng sẽ giải lén ra thôi. Đây, nó sẽ giải. Bây giờ chúng ta sẽ giải lén cái này ra trước này. Truck này, cái này tôi để ở đây. Bây giờ tôi sẽ giải lén ra đây. Đấy, cái này chắc cũng thế. Đâu nhỉ? Ở đây. Đấy. Xbox à. Đấy, EZ2 USB driver này. Ở trên Win nó sẽ có một cái phần là đây này. Nó sẽ có một cái thư mục là Android Win USB, bấm vào. Được phải, ở trên Win nó sẽ có cái phần là install đây. Đấy, ở quanh chỗ này sẽ có phần install và bấm install vào. Xong bấm install xác nhận đấy. Xong nó bảo the operation completed successfully. Thế là ok. Bây giờ chúng ta sẽ đây. Thì sau khi cài xong thì nó sẽ có một cái phần như này trên Windows nhé. Ok, thì tôi có hướng dẫn cho bạn này đối với hệ thống Windows. Đây,
nó sẽ là Device Manager rồi. Đấy. Đấy, thì ta sẽ ấn chuột phải ở Windows, nó sẽ có phần Device Manager. Thì ở phần Auto Device sẽ có phần Android này. Đấy. Để có dấu chấm than, đấy là nó sẽ dịch ra luôn này. Đấy, press right mouse, press update drivers, select third option, okay. Let me pick on choose Android device, choose Android browser interface, next, yes, close, okay. Okay, đây, sau đó thì đấy, tôi sẽ tắt cái này đi, bữa này các bạn đấy thì cũng không muốn ảnh hưởng lắm. Ok, thì xong cái bước này rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái tool nào. Đây, nó sẽ đóng cái này đi. Đấy, đây, đây, mở platform tool này nhá. Đấy. Ở trên Windows nó cũng sẽ có như này. Đấy. Ở trên Windows nó sẽ... Ok, thì chúng ta sẽ... Ui, cái con này nó mất dạy quá. Chúng ta sẽ... Ở trên Windows thì chúng ta khi mở Explorer ra nó sẽ có cái phần như này này. Đấy. Cái phần như này, đấy, chúng ta sẽ vào đây. Đây, Windows nhá, Linux thì nó sẽ không thấy như này đâu. CMD đấy. Windows nó cũng có một cái chỗ như này, bấm vào đây cho nó có CMD. Rồi bấm Enter. Đây này, chúng ta có bấm Enter thôi. Nó cũng sẽ ra. Đây, nó sẽ ra cái cửa sổ như này, đấy. Mà đây tôi sẽ, đây, Linux nó là như này. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái máy về chế độ fastboot này. Đây, chúng ta sẽ cắm sạc điện thoại nha. Đây. Đây, chúng ta sẽ cắm sạc cái điện thoại này. Đây các bạn nhé. Cắm sạc với máy tính nha. Đây, cắm sạc với máy tính. Đây, chúng ta sẽ tắt nguồn đi. Power off đi. Đây, ok. Ok. Bây giờ nó sẽ cắm vào nguồn này, hay cắm sạc vào nha. Đấy. Nó sẽ giữ tăng giảm năng lượng. Đấy, nó sẽ hiện ra một cái đèn xanh như này. Đấy. Nó sẽ hiện cái đèn xanh như này. Đấy, như này là được nha. Đấy. Đấy, đèn xanh như này là được này. Ok, bây giờ nó sẽ đến máy tính. Ok. Nó sẽ để máy ở đây. Ở Windows thì nó sẽ làm như vừa nãy, mở Device Manager đây và check. Còn đây này, đây tôi sẽ sử dụng lệnh đơn giản này thôi. Đây, nó sẽ có một cái thiết bị đây, Linux thì nó sẽ như này. Đây, sẽ có một cái thiết bị Sony Ericsson Mobile Communication (ABM) rồi. Đây, nó sẽ có như vậy. Bây giờ nó sẽ gọi fastboot. Ok, thường là nó sẽ execute sẵn rồi. Ok, fastboot này. Đấy. Đây, nó có fastboot flash luôn. Bởi vì chúng ta đã unlock rồi thì fastboot quay ra. Đấy, lấy cái fastboot này. Đấy. Bấm alt tab. Đây. Alt tab. Đấy. Kéo cái này qua. Đấy. Enter. Ok, sau khi xong cái này chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đây. Chúng ta sẽ giá sạc nha. Đấy. Bây giờ nó sẽ giữ nguồn giảm lượng này. Power button and volume down. Okay. Đây. Ok. Now bây giờ nó sẽ bấm vào update biết này. Update. Ok. Đấy. Ok, bấm vào đây. Chúng ta sẽ bấm vào update from ADB. Đấy, có phần ADB sai loát này. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cắm sạc vào nhé. Đấy, cắm sạc vào như này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ lên máy tính. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ sai loát bản do vào. Chúng ta sẽ gọi là ADB. Sai loát. Đấy, như này. Đấy, cắt ra. Đây bản zoom đây, nó kéo qua như này. Cũng alt tab vào. Đấy, alt tab. Đấy, kéo này vào.
Ok, và nếu các bạn nào muốn tải G-App thì nó sẽ phải tải thêm cái link G-App nữa. Cái đấy ra tôi sẽ để dưới mô tả. Nó phải có thêm G-App nữa các bạn nhé. Đây này, đâu rồi? Đây, cái app này. File thì tôi sẽ để dưới mô tả thì các bạn download nhá. Đây này, file này. Tôi cũng sẽ copy vào đây. Đấy, đây là G-App chứa các dịch vụ Google. Còn nếu các bạn đây, đây là G-App nhá. À không, dịch vụ Google Play Service, Play Store. Ok. Đấy, đây là những lời chứa đây. Còn bây giờ chúng ta sẽ đây quay lại này. Nếu các bạn sử dụng là MacroG thì các bạn có thể được cái này. Đúng nhỉ? Đâu nhỉ? Micro-G Uninstaller, à cái Installer này. Đấy. Ok. Tôi sẽ copy vào đây. Ok, thì bây giờ cũng đã xong rồi đấy. Nó ghi cái này là không đúng đâu, nó ghi cái này là xong rồi. Nó vẫn treo ở đây thôi, nhưng mà trên điện thoại thì bây giờ nó đã báo khác rồi. Đây này. Đấy. Tôi sẽ bấm vào đây. Yes. Enter. Đây, ngoài. Nó có mang success này. Đấy, bây giờ bấm vào đây, update update này. Update from ADV. Cái này không bấm vào đâu. Đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xài loạt vào. Nếu các bạn muốn G-App hoặc là muốn MicroG, các bạn có thể flash vào. Cái này mình sẽ để dưới mô tả. Đây. Nếu bạn muốn MacG hay muốn Nick App Google thì các bạn flash vào. Ở đây mình sẽ flash cái Nick App này nhé. Đây. Đây, mình sẽ flash cái Nick App này vào. Đây, xin lỗi video nó hơi dài một tí. Các bạn có thể bỏ qua những cái đoạn mà nó bị treo các thứ đấy. Đây, mình sẽ cũng có IRB side lot này. Ôi giời. Được. Có nhầm dấu các bạn ạ. Đấy, nó cũng kéo cái này qua như này. ATF4 kéo qua như này. Enter. Đây là một file không được lấy chứng nhận nên là nó sẽ bị một cái lỗi signal. Đây này. Rồi đã survey xong rồi nó sẽ có hiện ra cái lỗi này nhá. Đây 47. Nó sẽ có cái này, nó sẽ bấm vào yes này. Giảm lượng. Ok. Đấy, nó sẽ cài app vào. Bây giờ chúng ta sẽ phải factory reset nhé. Đấy, bấm vào đây. Đúng rồi này. Format data. Chúng ta sẽ bấm vào đây. Chúng ta bấm đúng rồi. Ok. Otherwise, it will not boot. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ khởi động lại. Là nó sẽ lên. Ok, sau khi restart nó sẽ như này. Đấy. Your device software can be checked for corruption. Next start. Đấy đã xong cái xong bản ROM và để tôi tăng độ sáng lên đây. Đấy. Đây, Light OS 21 Play Store đầy đủ. Ok. Nếu mà sử dụng MacOS thì sẽ không có. Đây các bạn đấy. Đây, Android 14 Light Nice OS. Ok. Đây. Đây. Android 14. Tôi thích những cái này trên Android 14. Ok.
bây giờ tôi sẽ đây các chức năng thì nó sẽ hoạt động rất là bình thường thôi. Đấy, ví dụ như đây chẳng hạn. Đấy. Camera sau này. Đâu nhỉ? Camera trước này. Đấy. Đấy. Ok. Đó VLTE works. Ok, yes. Đây, tôi sẽ thử cho các bạn xem. VLTE sẽ hoạt động mà chúng ta sẽ phải tinh chỉnh một số thứ thì nó mới hoạt động. Đây, tôi sẽ nói ở video sau. Ok, tôi sẽ lắp hai sim vào. Đấy, đây. Sorry for longer videos. I don't want to. Usually it makes it so long. Ok. Hai sim có hoạt động không? Đây hoạt động nha các bạn nha. Đấy. Đây hai sim hoạt động này. Cái này nó là cái sim chưa kích hoạt nên là nó hơi bị đây, cái sim chưa kích hoạt nên là nó hay bị no service như này. Nhưng mà nó vừa mới lên xong đấy, tức là nó có sóng các bạn nhé. Đây vô được LTE này. Đây vì máy tôi có hai mây nên là đây này. Có hai slot này nên là nó có hai sim. Ok. Các chức năng thì hoạt động rất là bình thường. Đây. Tôi sẽ đây. Đấy. Đây là màu mè nhé. Someone use this to closer này. Đây. Nhạc thì đương nhiên là sẽ được thôi. Đây. Cái loa tôi nó rè rồi nên nó thế thôi. Mà từ đây nó thay loa là được. Nói chung là không còn gì để nói cả. Đây là một chiếc Sony Z2 đang chạy Android 14. Và sau video này tôi sẽ làm một đoạn Romantic nữa. Là Android Android 14. That's all for now. So thank you for watching this video. Và cũng cảm ơn các bạn xem video. Tôi sẽ dừng video ở đây. I will stop this video right now. If you like, can leave a surprise or like. Nếu bạn thích thì các bạn có thể để lại một subscribe và một đăng ký nếu bạn muốn. Đấy. Thì cũng không có gì nói cả. Cảm ơn bạn đã xem video. Thanks for watching the video.